Mến chào quý vị đã đến với bản tin trên kênh Tin tức 24h HD nơi cập nhật liên tục nhanh nhất, chính xác nhất các vấn đề nóng dư luận đặc biệt quan tâm. Mở đầu bản tin là phần điểm tin chính. Chuyện ông chẳng bà chuộc giữa hai cựu thứ trưởng Bộ Y tế. nộp 3,5 tỷ đồng liên quan việt á, giám đốc CDC Bến Tre nói chẳng ai tư túi. Sai phạm tại năm dự án khủng giữa thành phố Thanh Hóa hàng loạt cán bộ bị kỷ luật. Tư tưởng chống giặc nội xâm, tham nhũng của Chủ tịch Hồ Chí Minh Trên đây là phần điểm tin, ngay sau đây là phần thông tin chi tiết có trong bản tin ngày hôm nay. Chuyện ông chẳng bà chuộc giữa hai cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Theo trình bày của luật sư, giữa hai cựu Thứ trưởng Bộ Y tế đã thiếu ăn khớp trong công việc, thậm chí cựu Thứ trưởng Trung Quốc Cường còn bị cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang o ép. Trong các ngày từ 12 tới 17 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và 13 bị cáo khác liên quan đến vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mắc Heo 2000 Canada ra xét xử. Theo cáo trạng, trước khi ngồi vào ghế Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Trương Quốc Cường từng giữ vị trí Cục trưởng Cục Quản lý Dược là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Xét duyệt thuốc. Thời điểm ông Cường là Cục trưởng Cục Quản lý Dược, ông Cao Minh Quang là Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Xét duyệt thuốc ngày 25 tháng 6 năm 2009, theo ủy quyền của ông Cao Minh Quang, Thứ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Xét duyệt thuốc Bộ Y tế, ông Trương Quốc Cường đã điều hành phiên họp Hội đồng Xét duyệt thuốc nước ngoài đợt 65 bổ sung, đã đồng ý xét duyệt cấp số đăng ký cho 656 thuốc, trong đó có 5 thuốc mang nhãn mác Heo 2000 Canada sau khi báo cáo kết quả phiên họp và được sự đồng ý của Thứ trưởng Cao Minh Quang, ngày 17 tháng 8 năm 2009, Cục trưởng Trương Quốc Cường ký quyết định công bố danh mục cấp số đăng ký có hiệu lực 5 năm cho 572 thuốc, trong đó có 5 thuốc Extrafovir, Caderox 250, Cafotax 1000, MGP Acinex 1000 và MGP Mocinace 625. Ngày 25 tháng 11 năm 2010, ông Cao Minh Quang chủ trì điều hành phiên họp Hội đồng xét duyệt đợt 70 bổ sung. Các thành viên Hội đồng đã đồng ý xét duyệt cấp số đăng ký cho 228 thuốc, trong đó có 2 thuốc H2K, Levofloxacin và H2K, Ciprofloxacin. Cục Quản lý Dược có phiếu trình ngày 13 tháng 12 năm 2010 do ông Nguyễn Việt Hùng khi đó là phó cục trưởng ký. Báo cáo Thứ trưởng Cao Minh Quang xin ý kiến về việc cấp số đăng ký cho 1.007 thuốc đợt 70. Ông Cao Minh Quang phê duyệt đồng ý nên sau đó Cục Quản lý Dược ban hành quyết định do Cục trưởng Trung Quốc Cường ký công bố 214 thuốc nước ngoài được phép lưu hành tại Việt Nam đợt 70 bổ sung, trong đó thuốc H2K Ciprofloxacin và H2K Levofloxacin. Cáo buộc cho rằng với vai trò là cục trưởng cục quản lý dược, phó chủ tịch thường trực được chủ tịch ủy quyền điều hành hội đồng xét duyệt thuốc, ông Cường đã thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm được sao. Ông Cường còn thiếu giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của nhóm chuyên gia thẩm định và bộ phận thường trực đăng ký thuốc, đồng ý xét duyệt cấp số đăng ký thuốc trong khi hồ sơ không đủ điều kiện cấp, dẫn đến hậu quả 6 trên 7 loại thuốc giả nhãn mác heo 2000 được nhập khẩu và tiêu thụ tại Việt Nam. Viện Kiểm sát cho rằng trong vụ án này, ông Cao Minh Quang, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt thuốc đã có các sai phạm. Cụ thể, ông là người quyết định cuối cùng việc cấp số đăng ký đối với 7 thuốc giả nhãn mác Heo 2000 Canada, ký ban hành công văn 2970 có nội dung trái quy định của pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự. Ông Cao Minh Quang thừa nhận có trách nhiệm là người đứng đầu, chịu trách nhiệm cao nhất trong việc cấp số đăng ký thuốc, nhưng để xảy ra sai phạm trong lĩnh vực mình quản lý cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang thừa nhận việc ký ban hành công văn 2970 có nội dung các giấy tờ pháp lý FSC, GMP, CPP trong hồ sơ thuốc không bắt buộc phải hợp pháp hóa lãnh sự là trái quy định của pháp luật. Được triệu tập đến tòa với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, nhưng ông Cao Minh Quang có đơn xin vắng mặt. Ông Quang đang bị tạm giam để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vì liên quan đến vụ công ty dược phẩm Cửu Long giữ lại 3,848 triệu đô la Mỹ tiền giảm giá mua nguyên liệu từ ngân sách nhà nước. Ngay từ đầu phiên xử, nhiều luật sư đã đề nghị di lý cựu thứ trưởng Cao Minh Quang đến phiên xử ông Trương Quốc Cường để làm rõ một số tình tiết vụ án, tiếp tục làm rõ hành vi của ông Cao Minh Quang. Trả lời thẩm vấn tại tòa, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc Cường cho rằng ông không phải là thành viên của Hội đồng Thẩm định đăng ký thuốc, không tham gia và cũng không quản lý hoạt động thẩm định đăng ký thuốc. Chủ tịch Hội đồng là người xét duyệt, trách nhiệm quyết định cuối cùng không phải là của bị cáo. Ông Cường khẳng định, Thứ trưởng, Chủ tịch Hội đồng là người quyết định cuối cùng, trong trường hợp Chủ tịch không đồng ý, bị cáo không được phép ban hành các loại thuốc này. Báo chữa cho thân chủ của mình, luật sư của bị cáo Trương Quốc Cường đưa ra quan điểm khẳng định việc Viện Kiểm sát dùng chứng cứ buộc tội cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang để buộc tội ông Trương Quốc Cường là chưa đúng bản chất sự thật. Luật sư viện dẫn lời khai của ông Cao Minh Quang để chứng minh luận điểm cho rằng việc xảy ra là sai phạm của ông Cao Minh Quang nhưng cơ quan tố tụng lại buộc tội ông Trương Quốc Cường. Theo luật sư, làm việc dưới quyền ông Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường đã phải chật vật tìm cách đối phó khi cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang luôn tìm cách gây khó dễ, o ép ông Trương Quốc Cường. Ông Trương Quốc Cường đã phải 19 lần trình trong suốt thời gian hơn một năm mới được ông Cao Minh Quang ký ban hành thông tư 22. Trong phần tranh luận, nhiều luật sư đề nghị khởi tố, xử lý hình sự đối với cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang vì liên quan đến vụ án này phía Viện Kiểm sát cho rằng hành vi của ông Cao Minh Quang có dấu hiệu của tội, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng do thời hạn điều tra đã hết nên trách nhiệm của ông Cao Minh Quang sẽ được tiếp tục làm rõ để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Nộp 3,5 tỷ đồng liên quan Việt Á, Giám đốc CDC Bến Tre nói chẳng ai tư túi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo Sở Y tế kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với ông Nguyễn Hữu Định, Giám đốc CDC Bến Tre đề nghị kiểm điểm xử lý trách nhiệm giám đốc CDC Bến Tre. Ngày 19 tháng 5 trao đổi với phóng viên, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, cho biết theo kiến nghị trong kết luận thanh tra của tránh thanh tra tỉnh về mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, thuốc chữa bệnh, kết xét nghiệm nhanh, xét nghiệm RT-PCR và kinh phí mua sắm phục vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong 2 năm 2021-2020, ông đã chỉ đạo Ban Giám đốc Sở Y tế kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với ông Nguyễn Hữu Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Bến Tre. Sau khi có kết luận của tránh thanh tra tỉnh Bến Tre, ông Nguyễn Hữu Định, Giám đốc CDC Bến Tre đã tự nguyện nộp vào ngân sách số tiền gần 3,5 tỷ đồng. Hiện số tiền này đang trong tài khoản tạm giữ của thanh tra tỉnh Bến Tre chờ xử lý tiếp theo. Theo ông Trần Ngọc Tam, tại nhiều gói thầu có sai phạm, CDC Bến Tre đã sử dụng sản phẩm kit xét nghiệm PCR của công ty Việt Á với tổng giá trị tranh lệch về giá hơn chỉ 600 triệu đồng trong tổng số nhiều gói thầu có sai phạm với số tiền gần 3,5 tỷ đồng. Xử lý về mặt chính quyền, Ban Giám đốc Sở Y tế chủ quản của CDC Bến Tre đang tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của ông Nguyễn Hữu Định về trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, quản lý để xảy ra những sai phạm. Về mặt đảng, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Bến Tre cho biết cơ quan đã vào cuộc ngay khi có kết luận của thanh tra tỉnh. Hiện đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Bến Tre đang làm việc với đảng ủy CDC Bến Tre để thu thập, củng cố thêm các chứng cứ để xử lý đối với sai phạm của ông Nguyễn Hữu Định và tập thể đảng ủy CDC Bến Tre. Trước đó, theo chỉ đạo của Trung ương, tất cả những hoạt động mua bán sử dụng sản phẩm của công ty Việt Á trong cả nước đều phải do công an trực tiếp vào cuộc điều tra xử lý. CDC Bến Tre mua sản phẩm của công ty con Việt Á. Trong 2 năm 2020-2021, CDC Bến Tre là một trong những đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre giao quyền trực tiếp mua sắm trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 cdc bến tre đã lập dự toán gói thầu mua sắm với công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế xây dựng thương mại dịch vụ nam phong chưa đúng quy định khi không đưa tên nhãn hiệu xuất xứ hàng hóa kích xét nghiệm của công ty việt á vào trong danh mục để lập dự toán và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu việc phân nhóm cho sản phẩm không đúng theo quy định mua sản phẩm kích xét nghiệm việt á với giá cao hơn giá của các mặt hàng khác cùng loại trên thị trường đã được công bố theo nguồn tin của phóng viên, hiện người đại diện theo pháp luật của công ty Nam Phong và pháp nhân này đang làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an do liên quan đến kit xét nghiệm PCR của công ty Việt Á. CDC Bến Tre tuy không trực tiếp mua sản phẩm với Việt Á nhưng đã thiếu sót trong lựa chọn nhà thầu, dẫn đến việc mua sản phẩm kit xét nghiệm PCR từ công ty con của công ty Việt Á. Phần thông báo kết luận của Tránh Thanh tra tỉnh Bến Tre không công khai tổng số tiền mà CDC Bến Tre đã mua từ Việt Á là bao nhiêu hồ sơ năng lực của công ty thiết kế xây dựng thương mại dịch vụ Nam Phong như thế nào. Ông Nguyễn Hữu Định, giám đốc CDC Bến Tre cho biết, chẳng ai có tư túi hay là chẳng có gì tiêu cực trong vụ việc này. Nguồn tiền gần 3,5 tỷ đồng thất thoát ngân sách từ việc mua kit xét nghiệm do công ty Việt Á sản xuất mà tôi đã nộp cho thanh tra tỉnh gồm 1,2 tỷ đồng mà công ty trách nhiệm hữu hạn vật tư và thiết bị y tế 3T trả lại cho CDC. Phần còn lại do CDC bến tre tạm ứng từ nguồn thu phí dịch vụ của đơn vị để khắc phục hậu quả. Sai phạm tại 5 dự án khủng giữa thành phố Thanh Hóa, hàng loạt cán bộ bị kỷ luật. Hàng loạt cán bộ lãnh đạo ở thành phố Thanh Hóa vừa bị kỷ luật khiển trách, bị phê bình yêu cầu rút kinh nghiệm do bổn lòng quản lý để xảy ra sai phạm tại 5 dự án khủng tai tiếng giữa ngã tư đại lộ Võ Nguyên Giáp và đường CSEDP Ngày 19 tháng 5, tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã có báo cáo số 2341 gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra các dự án khu vực nút giao đại lộ Võ Nguyên Giáp và đường CSEDP. Theo báo cáo, sau khi kiểm tra, ra soát việc tổ chức thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục, theo kết luận thanh tra tại 5 dự án khủng tai tiếng, Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa đã xử lý trách nhiệm đối với tập thể cá nhân cụ thể đối với đội kiểm tra quy tắc đô thị phê bình và yêu cầu tập thể rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị và xây dựng trên địa bàn kỷ luật khiển trách ông lê văn thiêm và ông lê hồng anh viên chức đội kiểm tra quy tắc đô thị đối với phường Đông Vệ, phê bình và yêu cầu rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Việt Hùng, trưởng ban dân vận thành ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Thanh Hóa, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân phường Đông Vệ từ tháng 7 năm 2013 đến tháng 11 năm 2017 và ông Lê Quang Hiển, phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa, nguyên bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân phường Đông Vệ từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 6 năm 2021 kỷ luật khiển trách ông nguyễn anh tuấn chủ tịch ủy ban nhân dân phường đông vệ nguyên phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực quản lý đô thị bà đàm thị tuyết ông trịnh ngọc thiệu công chức địa chính phường đông vệ ông trịnh văn tiến công chức địa chính phường quảng thắng nguyên công chức địa chính xây dựng phường đông vệ ông phạm thái bình công chức địa chính phường đông hương nguyên công chức địa chính xây dựng phường đông vệ